Rất vui được chào đón ngày Chủ nhật cuối tuần cùng quý vị trong bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, rét đậm rét hại đã kéo dài nhiều ngày qua trên khắp các tỉnh thành khu vực miền Bắc, nhưng do ban ngày trời có nắng và bầu không khí khô ráo nên cảm giác đỡ rét buốt hơn phần nào. Trong đêm qua thì ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời đã chuyển nhiều mây hơn và nhiệt độ đã nhích nhẹ lên mức là từ 7 cho đến 10 độ, nhưng mà tại các đỉnh núi cao thì nhiệt độ vẫn ở mức là dưới 5 độ. Do trời nhiều mây nên sáng sớm ngày hôm nay thì sương mù xuất hiện ở một vài nơi tại các thung lũng, ven sông Hồ và dọc theo các đường đèo trên cung đường Tây Bắc, sương mù dày hơn. Nên lúc này thì quý vị đang lưu thông trên đường cần bật đèn vàng, di chuyển chậm và chú ý quan sát để tránh những va chạm giao thông có thể xảy ra. Và sau khoảng 8 giờ thì sương tan và mây sẽ giảm dần, trời có nắng. Tuy nhiên thì nền nhiệt ít thay đổi so với ngày hôm qua và phổ biến vẫn trong khoảng là từ 16 cho đến 20 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội và tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ lúc này thì trời vẫn lạnh khi nhiệt độ đang ở mức là từ 6 cho đến 10 độ. Và chỉ một lát nữa thôi thì ánh nắng sẽ xuất hiện sớm và nâng mức nhiệt tăng dần lên. Đến khoảng 3-4 giờ chiều thì nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất trong ngày, trong khoảng là 16 cho đến 20 độ. Theo các chuyên gia về thời tiết thì trong những ngày tới nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng dần lên và trời sẽ ấm áp hơn. Vâng, xuôi xuống các tỉnh khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ngày hôm nay, trời không mưa nhưng do nằm sâu trong lưỡi áp cao lạnh lục địa khô nên tình trạng rét đậm rét hại vẫn còn duy trì tiếp trong 1 đến 2 ngày nữa và nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng là từ 15 cho đến 18 độ. Do không khí lạnh dồn xuống phía Nam nên vẫn gây ra mưa nhỏ rải rác vào ngày hôm nay ở các tỉnh khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến khu vực Quảng Ngãi, làm nên nhiệt độ vào lúc trưa chiều ở khu vực này vẫn ở mức thấp, trong khoảng là 18 cho đến 23 độ. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ thì do nằm ở cực Nam của dải đất miền Trung nên không khí lạnh chỉ tác động yếu nhưng trời cũng hơi se lạnh khi nhiệt độ trong khoảng là từ 19 cho đến 21 độ. Trưa chiều trời có nắng ấm và nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 26 đến 28 độ. Đến với khu vực vùng cao Tây Nguyên ngày hôm nay thì trời tạnh ráo, ít mây và có nắng nên nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 23 đến 26 độ. Tuy nhiên do không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam nên về đêm thì tại khu vực Tây Nguyên nhiệt độ lại giảm xuống và chỉ dao động ở mức là từ 13 cho đến 15 độ. Ngày hôm nay các tỉnh thành khu vực Nam Bộ trời khô ráo, nắng rực rỡ nên nhiệt độ trong ngày cũng phổ biến ở mức là 26 cho đến 29 độ. Đêm xuống nhiệt độ lại giảm đi và tiết trời se lạnh hơn. Còn ban ngày nắng ráo, đêm và sáng sớm hơi se lạnh, mức nhiệt lại không cao quá. Khí hậu thật là mát mẻ và dễ chịu, thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí của người dân trong những ngày nghỉ cuối tuần. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay trên các vùng biển. Vâng thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục nên ở các vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định cho đến khu vực Cà Mau và khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Tại khu vực giữa và phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, với sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ý nghĩa. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.